Chào chị. Chị tới thăm anh Tuấn hả? Tôi đi công chuyện nên sẵn tiện ghé thăm ảnh thôi à. Chị chờ chút đi, ảnh đang có việc, lát nữa ảnh ra à. À, à, xin lỗi nha. Cô tên gì vậy? Kiều Như. Còn chị? Chào Kiều Như, tôi là Quang Nhị Hà. Chị là bạn sao với anh Tuấn vậy? Cũng chỉ là bạn bè bình thường thôi. Vậy còn cô? Cũng chỉ là bạn bè bình thường. Nè chị là ca sĩ đúng không? Phải. Sao cô biết vậy? Tối hôm trước em có ăn ở chỗ chị hát. Chị hát cũng hay lắm. Cảm ơn cô nha. Nè, chị quen anh Tuấn lâu chưa vậy? Cũng chưa lâu lắm, cách đây khoảng một tuần thôi. Anh Tuấn kéo xe trước cửa nhà hàng tôi hát nên tụi tôi biết nhau. Còn cô, chắc là thân với anh lắm hả? Ừ. Hèn chi, tôi có nhìn thấy cô với anh mấy lần á. Vậy hả? Ừ. Chị thấy anh Tuấn sao hả? Sao là sao chứ? Thì con người của ảnh, tính tình của ảnh. Tôi thấy ảnh cũng bình thường thôi. Tính tình á thì cũng hiền lành dễ thương. Nhưng mà đôi lúc ảnh bị khùng á. Cô không biết chứ, lúc mới gặp nhau ảnh cứ ăn hiếp tôi. À, anh Tuấn. Ủa gì hả? Em mới tới hả? Em đi công việc, sẵn ghé thăm anh luôn. Nè, có trái cây nè, anh ăn đi cho đỡ mệt. Cảm ơn em. Anh quên, để anh giới thiệu với chị Hà. Đây là Kiều Dư, còn Kiều Dư đây là chị Hà. Biết rồi. Tụi em làm quen rồi ha Kiều Như ha. Thôi, em có việc, ghé thăm vậy thôi. Em đi đây. Kiều Như ở lại chơi nha. Gì ha? Kiều Như đợi anh chút nha. Gì ha? Sao em ghé có chút xíu rồi em về vậy? Bộ em ghen nữa hả? Thì em ghen đó. Em về chứ ở đây mất công anh tiếp bạn gái của anh. Em làm kỳ đạt cả mũi hả? Em không có thích. Em đó, ở chỗ này thì anh nhịn em, tới chỗ khác anh báo thù cho con. Chứ không phải anh thích lắm hả? Xạo. Em đi trước đây. Gì ha? Gì ha? Tôi đi đi. Dạ thưa cô. Chị Hà dễ thương quá ha. Thì anh thấy cũng bình thường mà em. Em thấy hình như anh với chị đó đang rất thân với nhau. Trước kia anh nói hai người ghét nhau lắm mà. Bộ bây giờ quê rồi hả? Thì lập quà rồi. Nhưng mà tối hôm qua chị bị cái gì vậy? Má cô ấy thiếu nợ người ta, cho nên người ta bắt cô ấy ép phải trả nợ. Cô ấy bị bắt lúc đang nói chuyện với anh. Anh là đàn ông mà, anh phải can thiệp chứ đúng không? Thì ra là vậy. Nhưng mà em thấy hình như chị có vẻ thích anh lắm á. Tuấn ơi, Tuấn. Chú Quỳnh kêu anh. Thôi anh vô trong làm việc nha. Thank you.
chờ anh lâu lắm hả? Tha lỗi với em nè. Ủa, em coi chết bớt ở đây hả? Ừ. Sao lạ vậy? Lạ hả? Lạ nhưng mà có đẹp không? Vừa lạ là vừa đẹp, giống như em vậy. Làm sao đây? Thì là vừa khùng vừa dễ thương giống em chứ sao? Anh chọc em á hả? Anh, em nghe người ta nói á, con người khi mà chuyển kiếp thì vết bớt sẽ không mất đâu. Anh nhớ rõ nha, nếu như mà có kiếp sau, anh phải nhận ra em qua cái vết bớt này đó. Anh phải nhớ kỹ á, anh không được quên đâu. Em nói nhảm cái gì vậy? Làm gì có kiếp sau? Bộ không muốn gặp tôi đấy sao mà phải chờ tới kiếp sau? Ờ, em khùng mà, em không thể muốn nói gì em nói à? Ai kêu anh thương em chứ, anh phải ráng chịu đi. Má ơi. Ơi ơi. Má ơi, có xe tới kìa. Dạ mời cậu. Ừ. Xin chào bác. Ờ, chào cậu hai. Dạ. Cậu hai mới tới chơi hen. Dạ. Ờ, có dì Hà ở nhà cậu bác? Dì Hà mới đi ra ngoài sắp về rồi. Dạ. Ờ, con có chút quà muốn tặng cho bác với lại mấy em ở đây. Dạ cho con. Cảm ơn cậu hai. Cảm ơn cậu hai nhiều. Con cảm ơn cậu hai đi con. Cảm ơn cậu hai. Ừ, vô đi con. Mời cậu vô nhà chơi. Ý, dì Hà về kìa. Chào dì Hà. Chào ông bạn. Chào. Dạ thưa bác. Ừ. Chào cậu hai. Chẳng hay hôm nay cậu hai tới chơi hay là có chuyện gì nữa vậy? Anh tới đây để mời em đi ăn. Bữa nay em mệt quá, hôm khác nha cậu hai. Hà. Ờ, con. Cậu hai đợi con lâu lắm rồi đó. Đi chơi với cậu hai một tí đi con, để cậu hai vui. Đi con. Đi con. Thôi, em đi với cậu hai đi, để tỏ lòng biết ơn của mình. Mang ơn thì phải trả chứ em. Kìa anh. Thưa bác con về. Ừ. Chào. Không phiền nha anh bạn. Sao, mày đi được chưa nhỉ? Đi đi con. Đi đi, đưa đây cho má cầm cho. Đi đi. Chào nha anh bạn. Đi đi. Dạ. Thời gian vừa qua chúng ta đã có những hiểu lầm không hay với nhau. Một phần là lỗi cũng do anh. Anh mời em ly rượu này, mong em hãy bỏ qua cho anh. Xin mời em. Xin lỗi anh, lúc này em bỏ rượu rồi. Vậy thì em mang đồ ăn nha. Nè, ăn đi em. Anh đang có chuyện bực mình sao? Lại là cô ca sĩ đó làm cho anh bực mình hả? Em biết chắc
là cô ta sẽ không chịu anh mà. Sao em biết? Sao lại không biết? Anh biết lý do tại sao không? Lý do gì? Vì trong trái tim cô ta đã có một người khác. Ý của em là cái thằng kéo xe dơ bẩn đó hả? Đúng. Nhưng thôi, anh cứ yên tâm, cùng là phụ nữ với nhau, em biết điểm yếu của tụi em mà. Và em sẽ chỉ cho anh cách để có được cô ta. Cách gì? Phụ nữ yếu lòng rất là dễ thay đổi. Anh thấy em không? Vì thương anh mà phải chịu cảnh tìm qua cho chủ. Anh thấy phụ nữ có yếu lòng không? Anh biết là em thương anh, nhưng mà cách gì em nói đại đi. Em đừng có vòng vo như vậy, anh đang bực mình lắm đó. Coi anh kìa, mê con nhỏ đó quá rồi. Trước tiên anh phải dọn sạch trái tim của cô ta. Phải cho trái tim đó thật sạch sẽ thì anh mới có thể dễ dàng chui vào. Anh vẫn chưa hiểu ý của em. Nghĩa là anh phải tìm cách đốn gọn cái cây ở trong tim cô ta. Và cái cây đó chính là anh chàng kéo xe. Một khi anh đã hạ được nó thì anh sẽ dễ dàng chiếm được trái tim của cô ta. Rất là dễ dàng. Giống như là anh thò tay vào túi và lấy ra một món đồ. Rất là dễ dàng. Nhưng mà hạ nó bằng cách nào đây? Nhìn nó thư sinh vậy nhưng mà nó cũng lì lợm lắm. Chỉ một chữ thôi. Tiền. Chắc chắn là anh chàng kéo xe đó rất là nghèo. Cho nên anh chỉ cần dùng tiền là có thể hạ được anh ta rồi. Em đúng là một cô gái thông minh. Bây giờ thì anh hiểu rồi. Anh Tuấn, Lê Giang Tuấn, anh Tuấn, gì hả? Trời, em sao vậy? Nè, sao em uống nhiều quá vậy? Em say rồi đúng không? Hả? Em say rồi. Em sao vậy? Say quá sao không về nhà nghỉ ngơi đi? Còn qua đây làm cái gì nữa? Em vừa diễn xong, em nhớ anh quá, em tới thăm anh. Bộ anh không muốn gặp mặt em hả? Hả? Em nói cái gì vậy hả? Từ chiều tới giờ anh giận em đúng không?
Em đừng có nói khùng như vậy, làm gì có chuyện đó. Nè, sao em đã hứa với anh là không uống rượu nữa mà bây giờ say mềm là sao vậy? Em thương anh, mà em cũng thương cho thân phận của em nữa. Tại sao mình mới thương nhau mà mình gặp nhiều trắc trở như vậy hả anh? Tất cả là do em hết đó. Em ghét cái hoàn cảnh của em. Em ghét em quá em, à. Em say vô á, em lại nói khùng cái gì nữa vậy? Hả? Anh có còn thương em không? Hả? Hả? Đương nhiên là anh thương em rồi. Thôi, để anh đưa em về nhà nghỉ nha. Anh nói đi, anh có thương em giống như là trời cao biển rộng, như là biển rộng sông dài, như là cây, như là em nói cái gì vậy? Say rồi nói năng lảm nhảm, ăn nói lên tình quá. Thôi để anh đem về nha. Đi. Không về, em không về. Đêm nay em muốn ở lại đây với anh. Em không về. Em sẽ hát cho anh nghe. Hả? Em sẽ hát cho anh nghe. Có nhau một khuya rồi, để cho má anh ngủ chứ hát cái gì nữa. Khuya rồi đừng có hát. Thôi anh đem về cho. Đi em. Nè, ai nói là em đi không nổi? Em đêm nay em sẽ ở lại đây với anh. Nhưng mà trời đất ơi, đứng còn không nổi nữa mà đòi đi về cái gì. Thôi để anh cõng em về cho. Khổ ghê. Tình yêu, tình yêu. Thôi, hát cái gì? Em say lắm rồi, ngủ đi. Anh cõng em về nhà được rồi. Em muốn hát mà. Thôi được rồi, em hát đi. Mà hát nhỏ nhỏ thôi nha. Yêu là chết trong những gì hả? Sầu. Em hát cái gì mà hát lớn như vậy? Bả tàu họ nghe họ bắt mình bây giờ. Tính phải làng phá xóm hả? Vậy em hát nhỏ nhỏ thôi nha. Hát nhỏ nhỏ thôi. Trong những u sầu. Được rồi. Và tình yêu vẫn luôn mang phép nhiệm màu. Nè, anh có biết không? Biết cái gì? Mới lần đầu gặp anh, em đã thương anh rồi đó. Nhưng mà em thương anh, em lại giả bộ ghét anh. Người ta nói á, ghét của nào thì trao của đó. Em phải ghét anh thì ông trời mới trao anh cho em. Anh thấy em có khôn không vậy? Có, em khôn lắm. Coi chừng. 62. Dạ. Dán vào trong luôn. Rồi. Dạ. 65. Ghi lệnh. Lại cho tôi. Nhường gì hả? Anh nói sao tôi nghe cô ấy giống như một món hàng vậy? Nhường quá rồi nhường lại. Nhường làm sao đây? Tôi không có chủ quyền với cô ấy, làm sao mà nhường được? Nếu như ông bạn nghe chói tai thì tôi sẽ nói theo cách khác. Ông bạn hãy rút lui, để cô ấy lại cho tôi, được chưa?
Ông bạn cứ yên tâm, tôi sẽ không để ông bạn thiệt thòi đâu. Với cái suy nghĩ này thì tôi thấy tình cảm với anh giống như một trò đùa vậy. Anh chỉ có thể mua được những thứ hư ảo giả tạo thôi. Còn tình yêu thật sự nó phải xuất phát từ trái tim, chứ không phải là sự tính toán trao đổi như vậy. Quan điểm của tôi là như vậy. Thứ gì tôi cũng có thể coi là một món hàng. Những gì đã nói tôi đã nói rồi. Tôi không muốn bàn về quan điểm sống nữa. Tôi chỉ muốn ông bạn hãy rút lui khỏi cuộc đời của cô ấy. Được chứ? Không bao giờ. Để tôi nói anh nghe, đúng là ít, quá ít để mua một tình cảm. Được. Vậy ông bạn cứ nói thẳng ra đi. Tiền bạc không thành vấn đề. Cho một con số cụ thể đi. Vậy tôi sẽ nói thẳng với anh một lần duy nhất và cuối cùng. Mong anh nghe cho kỹ nè. Mặc dù anh có bao nhiêu tiền cũng không thể nào mua được tình cảm mà tôi dành cho Quan Dĩ Hà. Tôi yêu cô ấy và sẽ không bao giờ từ bỏ tình yêu này. Mày nghĩ là mày xứng đáng với cô ấy hay sao? Cô ấy là một ca sĩ, vừa tài năng vừa xinh đẹp. Cô ấy phải được sống trong sung sướng và giàu sang. Mày lo được cho cô ấy hả? Mày chỉ là một thằng nghèo khổ, bần hèn. Mày thì làm được cái gì? Chẳng lẽ mày bắt Nhi Hà phải chịu khổ suốt cuộc đời hay sao? Tình yêu của mày là như vậy hả? Hả thằng khốn? Mày chỉ là một thằng nghèo khổ, bần hèn. Mày thì làm được cái gì? Chẳng lẽ mày bắt Nhi Hà phải chịu khổ suốt cuộc đời hay sao? Tình yêu của mày là như vậy hả? Hả thằng khốn? Thank you.